Sao? Bạn gái thấy chỗ này lý tưởng không? Lý tưởng cho chuyện gì? Thì chuyện đó đó. Việc đó? Việc đó là việc gì trời? Chẳng lẽ... Dám nói sao tôi làm gì bệnh hả? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Trong tim tôi chẳng nhớ đường về à, cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc. Ôi cười vì như sao hắn lại biết nào mình vậy ta? Nghe nói bạn gái bị bệnh. Tôi mới khỏe sáng nay rồi. Vậy sao? Vậy thì... đi. À, điện thoại. Tôi để quên điện thoại trong nhà rồi. Ông chờ tôi xíu nha. Bạn gái là bị sao nữa đây? Chắc tôi bệnh lại rồi ông ơi. Vậy hả? Hồi nãy mới thấy mặt mũi còn tươi tỉnh, khỏe khoắn lắm mà. Chắc bệnh tôi nó tái phát á. La to vậy? Chắc là còn khỏe lắm ha. Đừng có mà lừa tôi. Đi. Sao? Bạn gái thấy chỗ này lý tưởng không? Lý tưởng cho chuyện gì? Thì chuyện đó đó. Việc đó? Việc đó là việc gì trời? Chẳng lẽ... Dám nói sao tôi làm gì bệnh hả? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Nhìn qua đây nè. Đầu óc suy nghĩ gì vậy? Chiều cũng xong rồi. Thôi, tôi về trước nha. Chưa được. Hình chưa đạt tiêu chuẩn.
Bạn gái làm gì vậy? À, thì tôi tưởng ông chụp hình. Tôi có định chụp đâu. Đàn ông con trai phải biết nhường con gái chứ. Nè, ông làm gì mà đi theo tôi hoài vậy? Định giành lại gói xúc xích hay gì? Thì nhà tôi hướng này, tôi đi hướng này. Ai thèm giành với bà. Vậy tôi đi trước. Thì ra bà mua xúc xích để cho con mèo này hả? Thiệt ra là hôm nay tôi tính rủ Giang An đi chung nữa, nhưng mà bà hẹn với Nam Khánh rồi. Chắc là bây giờ hai người đang rất là vui vẻ đó. Mà tôi hỏi thiệt nha, sao ông thích Giang An vậy? Tôi cũng không biết nữa. Chắc tại bà dễ thương. Dễ thương xong cái thích vậy hả? Chứ bà nhìn tôi nè, đẹp trai, soái ca, học giỏi, vậy mới hợp với Dân An, đúng không? Khùng. Ông biết tại sao Dân An không thích ông không? Sao? Tại ông khùng quá. Không cần. Thiệt ra ấn tượng của tôi với Dân An về lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó Dân An nhặt cho tôi cái AirPod. Lúc đó tôi thấy có một hiện tượng lạ. Biết là gì không? Thấy gì? Lúc đó tôi thấy có một trái tim màu hồng, xung quanh có những dần hào quang và sao. Ôi là trời, Dân An như một thiên thần nhá. Nghe thấy ghê chứ. Mà tôi nói nè, chắc là ông chỉ cảm nắng thôi, chứ không phải thích Dân An thiệt đâu. Mà nha, bây giờ Dân An đã có Nam Khánh rồi, nên ông mà còn luyến tiếc lại. Sao cứ phân vân để rồi mất đi cơ hội, chẳng có ai cứ hỏi chờ đợi mãi một người. Khi nghĩ ta chẳng thiết tha sẽ không khỏi lòng chơi vơi, nếu lỡ mai thích ai cần lời khuyên cứ nói tôi, chẳng thể yên tâm khi đời ông toàn tâm tôi. Vậy mày gái thích đi đâu? Chỗ tôi thích đi. Sao ông không thích đâu? Sao mấy người biết tôi không thích? Ai là nữ nhân sau 30 hay ta vẫn cứ còn độc thân? Vậy thì vào cuộc đi thôi, số phận rồi tốt nhất ta nên thành đôi. Vì nếu như sau 30 ông cứ nhất quyết không chịu tôi, thì chẳng còn một ai trên đời thương ông hiểu ông nữa đâu, ông sẽ suốt đời. Là vậy đó, mà để tôi nói điều này cho bà nghe nè. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, lỡ đâu vương vấn tôi cũng không biết đường mà ngà. Nghe từ sáng rồi lại từ chiều, nghe bà lý sự và nhiều điều. Đêm thì cứ phiêu phiêu siêu siêu, thôi giờ bà ế sau 30 anh mới yêu. Quen thì quen vậy thôi chứ ai mong, sau 30 thì ai ngóng ai trông. Nếu tới đó mà bà vẫn ế chẳng mong, thì tôi đây sẽ vẫn mong cho bà đồng lòng. Sau 30 à, sau 30 nha. Sau 30 à, sau 30 nha. Sau 30 à, sau 30 nha. Sau 30 mà chưa có bồ là tôi xí nghe. Nếu như sau 30 hai ta vẫn cứ còn độc thân, vậy thì vào cuộc đi thôi, số phận rồi tốt nhất ta đem mình đây. Nếu như sau 30 cậu cứ nhất quyết không chịu tôi, chỉ còn một ai trên đời thương cậu hiểu cậu nữa đâu, cậu sẽ suốt đời. Quyền vậy thôi chứ ai mong, sau 30 thì ai ngóng ai trông. Nếu tới đó mà bà vẫn ế chẳng mong, thì vẫn mong cho bạn đồng lòng nha. Sau 30 nha, 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 sau 30 nha. Sau 30 mà chỉ có bồ là tôi xí ngang.
đi đường không biết nhìn hả? À, tôi xin lỗi. Xin lỗi nha. Vậy? Vậy? Xin lỗi. Tao nói là xin lỗi đi. Thôi, cáo trên mặt một xíu thôi mà. Cái này về nhà đặt được mà. Tao hỏi lần cuối người ta đi. Có xin lỗi không? Xin lỗi. Nhìn gì? Đi. Bạn gái ăn gì? Chọn món đi. Tôi ăn gì cũng được. Ông chọn món đi. Okay. Tôi đi vệ sinh xíu nha. Sao ông kêu nhiều món vậy? Trời ơi, tôi không ăn hết nhiều vậy đâu nha. Ai nói là cho mấy người ăn? Tôi ăn cũng nhiều lắm á. Thật ra thì Dân An thích nhiều thứ lắm. Như là đồ ăn đây ngon hả? Trời ơi, Vân An ơi là Vân An, cái miệng hại cái thân mày rồi. Tôi đi vệ sinh xíu nha. Cái gì đây? À, hàng khuyến mãi, nhà hàng tặng á. Nhưng mà đặc biệt Dương Ngang thích nhất là kem bơ.
Ờ thôi, cũng gần về đến nhà tôi rồi, ông về trước đi. Ê, đâu có được. Đã đưa bạn gái đi chơi thì phải đưa về tới nơi tới chốn chứ. Thì đó, thì đây là địa bàn của tôi mà, không có ông tôi cũng tự về được. Hay quá ha. Ok, bạn cái thích thì chịu. Khoan đã. Sao vậy? Bạn gái để rồi hả? Tôi muốn trả ông cái áo. Thôi khỏi, mai trả cũng được. Hôm nay ống bị làm sao vậy trời? Không xử lý mình vụ nói dối, cũng không sai vặt mình, còn chờ mình mua sách, dắt mình đi ăn nữa. Đã vậy lại toàn món mình thích, đáo hại cái bụng mình. Mà tính ra thì ngày hôm nay cũng đâu đáng sợ đâu, là mình hôm qua lo quá trời. Nhưng mà kể ra thì ống cũng kỳ thật. Này gái, có nhỏ này không? Nói chứ ai. Xử lẹ đi để còn lấy tiền. Nè, tụi anh chỉ làm theo lệnh, em đừng có ghét tụi anh nha. Mấy người là ai? Mấy người định làm gì đó? Tôi la lên luôn nha. Cầm cái miệng này lại. Sau này á, tránh xa Nam Khánh ra. Mày mà còn qua lại với Nam Khánh đó, đừng có trách tao. Mày nhẹ tay cho em nó thôi, em nó còn nhỏ. Nè, em thấy không? Nghe lời tụi anh, không được tiếp xúc với thằng Nam Khánh nữa. Em mà còn gặp nó là còn gặp tụi anh dài dài đó. Ai đó làm ơn cứu tôi với. Con nhỏ này, tụi tao nói mày có nghe không hả? Bộ mày bị câm hả? Sao? Mấy cái này tôi bị hoài à. Nhưng mà đầu ông chảy máu rồi kìa. Ngồi im coi. Có đau lắm không? Trời, bình thường. Mấy này có gì đâu, tôi bị hoài. Ây da. Tự hào lắm không bằng. Ủa? Mà hai thằng kia lần nào vậy? Sao tự nhiên quýnh mấy người vậy? Sau này tránh xa Nam Khánh ra. Em thấy không? Nghe lời tụi anh, tránh xa thằng Nam Khánh ra. Em mà còn gặp nó là còn gặp tụi anh đó. Tôi cũng không biết nữa. Ủa mà sao lúc nãy ông nói ông đi về mà sao lại quay lại? Thì định đưa cho mấy người cái này nè. Nhưng mà tiếc là không có tới sớm được. Cái này là cái gì? Biết nó là cái gì chưa? Sau này khi gặp chuyện gì á, cứ giật cái còi ra, tôi sẽ xuất hiện. Nhỏ bánh bèo đó mà cũng xử lý không xong nữa.